Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Phương Uyên công khai một bí mật gây sốc liên quan đến Thanh Hà, cặp đôi sống ra sao hậu đám cưới. Phương Uyên mới đây đã có bài đăng gây chú ý có liên quan đến ca sĩ Thanh Hà, giọng văn dí giọng của nhạc sĩ Mẹ Yêu khi đưa nhầm thông tin khiến ai nấy không khỏi bật cười. Theo đó, cựu thành viên nhóm Ba Con Mèo cho biết, năm sinh chính xác là 1970, bằng tuổi 52 với Thanh Hà, không phải con số 55 như một số thông tin. Trời, bớt tuổi lại chờ đợi tuổi thân được không? Tôi sinh 1970, vừa tròn 52 mà. Bà Hà nhà tôi cũng vậy nha. Chúng tôi đã hỏi đi hỏi lại rất kỹ, từ mẹ ruột đến các em trong nhà. Và câu trả lời chính xác là hai đứa tôi bằng tuổi nha. Đừng tăng thêm 3 tuổi để em có được thêm 3 năm để sống nha. Phương Uyên dí dỏm. Có thể thấy, kể từ khi chính thức về chung một nhà, Phương Uyên và Thanh Hà thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trước công chúng. Những khoảnh khắc ngọt ngào được cả hai chia sẻ khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ. Mới đây, nhân dịp sinh nhật của Phương Uyên, giọng ca Sự Yêu đã làm một điều lãng mạn dành cho bạn đời của mình. Theo đó, Thanh Hà đã tất bật chuẩn bị mọi thứ trong thầm lặng để tạo sự bất ngờ cho Phương Uyên ngày đón tuổi mới. Từ chọn nhà hàng, đặt hoa trang trí đều được nữ ca sĩ chăm chút kỹ lưỡng. Được Thanh Hà tổ chức sinh nhật, nhạc sĩ Phương Uyên không giấu được sự hạnh phúc, cô mặc áo đầm trắng, bí mật tổ chức sinh nhật cho mình. Mình là chuyên gia đánh ấp, vậy mà lần đầu tiên bị bật ngựa. Bởi vậy cứ tưởng người ta không biết gì, ai ngờ bị hội đồng làm ngớ cả người, thật là thú vị và xúc động. Cảm ơn tất cả đã cùng hùa nhau làm cho Uyên cảm thấy mình được quan tâm và trở nên đặc biệt. Cảm ơn em, Thanh Hà. Gây chú ý không kém trong sinh nhật của Phương Uyên chính là nhan sắc lão hóa ngược của Thanh Hà dù đã ngoài 50 tuổi. Trong chiếc đầm trơn bóng màu trắng, nữ ca sĩ trông vô cùng trẻ trung và thanh lịch, nhan sắc lây tây của Thanh Hà khiến nhiều chị em phải suýt xoa, tán thưởng. Trước đó, cặp nghệ sĩ dành phần lớn thời gian cho âm nhạc, họ dành đôi trên sân khấu hay Phương Uyên đi theo chăm sóc, Thanh Hà trong những sự kiện giải trí mà nữ ca sĩ góp mặt. Nhịp Thanh Hà ra Hà Nội ghi hình, Phương Uyên cũng đi cùng. Chờ sẵn trong ánh già, đến khi bạn đời dạy lao thì chạy lại động viên. Bên lề chương trình này, Thanh Hà cho biết, chị đang rất hạnh phúc, tình yêu giúp chị hát những bạn tình ca hay hơn. Hai người có đôi khi giận hờn, bất đồng nhưng nhanh chóng nhạc hòa và tìm được tiếng nói chung. Tôi thấy may mắn khi có người bạn cùng nghề, đủ chững chạc để cùng chia sẻ với mình mọi thứ, Thanh Hà từng nói. Không chỉ chia sẻ thấu hiểu, Phương Uyên còn tỏ ra rất chiều chuộng bạn đời. Chị kể hôm từ Mỹ về thành phố Hồ Chí Minh, chưa kịp nghỉ ngơi đã chở Hà đi làm tóc. Chị cũng sẵn sàng chờ đợi, hỏi han khi thấy người kia đăm chiêu sau chuyến bay dài. Thời gian này, cả hai thường xuyên lên Đà Lạt, tham gia các đêm nhạc ngoài trời. Họ tranh thủ chuyến đi để nghỉ ngơi, tận hưởng không gian lãng mạn và bình yên bên nhau. Mỗi khoảnh khắc bên bạn đời đều được Phương Uyên lưu lại và chia sẻ trên trang cá nhân theo cách trân trọng. Chị thường dành cho Thanh Hà những lời khen ngoại hình, giọng hát, tính cách dễ thương và sự tinh tế ngọt ngào. Bên cạnh những giây phút riêng tư, họ cũng dành thời gian cho gia đình. Phương Uyên gắn kết bạn đời với những người thân của chị bằng cách tổ chức những chuyến đi hoạt động cùng nhau. Gần nhất, Phương Uyên mời 12 thành viên còn lại của Ba Con Mèo cùng bố mẹ, người thân của chị góp mặt trong MV Ho'oponopono. Mang ý nghĩa chữa lành tâm hồn, ra mắt hôm 10 tháng 10. Từ khi kết hôn, Thanh Hà được khen tràn đầy sức sống. Khán giả tin rằng tình yêu, sự chăm sóc của Phương Uyên đã khiến chị trẻ lại từ tâm hồn đến ngoại hình. Nữ ca sĩ thay đổi gu ăn mặc thành trẻ trung, năng động thay vì sexy, đầm thắm như trước đó. Chị cũng chăm chỉ chụp hình vì có bạn đời giúp ghi lại những khoảnh khắc tốt đẹp. Cả hai vui đùa hồn nhiên khi đi du lịch cùng nhau. Bên Phương Uyên, Thanh Hà thích tỏ ra trẻ con, nũng nịu và dựa vào một nửa của mình. Thanh Hà và Phương Uyên hẹn hò được một thời gian thì quyết định tổ chức hôn lễ vào giữa tháng 9 vừa rồi. Đám cưới của cả hai được diễn ra tại Mỹ với sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và nhiều nghệ sĩ ở hải ngoại. Chứng kiến sự hạnh phúc viên mãn của Phương Uyên và Thanh Hà, ai nấy đều hạnh phúc thay và đặt niềm tin vào tình yêu đúng nghĩa. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.